Gavin, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Một người cố vấn trong mơ đã dẫn dắt vô số người đến thành công. Ông là người khởi xướng mô hình kinh doanh bảo hiểm và là người sáng lập một số tập đoàn tài chính toàn cầu. Ông có tầm nhìn và trí tuệ phi thường. Vì thế, Gavin đã trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất trên trường kinh doanh toàn cầu. Gavin sinh ra ở một ngôi làng miền núi nghèo ở Hồ Nam, Trung Quốc. Tôi đã mơ ước được đi ra khỏi núi từ khi còn nhỏ. Vì lý do này, anh đã học tập chăm chỉ hơn và được nhận vào chuyên ngành luật của một trường đại học trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp, Gavin vào một cơ quan và trở thành công chức. Anh sợ nghèo từ khi còn nhỏ, không muốn sống một cuộc sống chỉ có một cái nhìn cuối cùng nên đã chọn con đường kinh doanh. Tôi làm việc trong một khách sạn, mở siêu thị và bán bảo hiểm ở Thâm Quyến. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng tôi cũng hiểu được mô hình đổi mới của các công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm không được tạo ra để làm gì? Gavin, sinh ra trong một gia đình nghèo, hiểu rõ ý nghĩa của sự giàu có trong cuộc sống hơn những người khác. Đúng đắn, bảo hiểm là cách tốt nhất giúp mọi người bảo toàn tài sản và tránh cho cuộc sống của họ bị xáo trộn bởi những rủi ro. Tuy nhiên, có phải mọi người đều có nhận thức về bảo hiểm? Mọi người có thể mua bảo hiểm phù hợp không? Tất nhiên là không. Bảo hiểm được tính toán bởi các chuyên gia tính toán. Bảo hiểm tốt có nghĩa là sự bảo vệ tốt, dịch vụ tốt và thu nhập tốt. Chúng ta cần giúp mọi người mua được loại bảo hiểm tốt nhất trên thế giới và giúp mọi gia đình giữ được số tiền họ vất vả mới kiếm được. Để giúp mọi người xây dựng sự nghiệp cá nhân sẽ tồn tại suốt đời. Được thúc đẩy bởi ba tầm nhìn đẹp đẽ này, Gavin tiếp tục học hỏi từ thực tiễn, liên tục rút ra tinh hoa từ những thất bại. Cuối cùng, các công ty bảo hiểm đã ra đời và gây bão trên toàn thế giới. Thành công trong sự nghiệp, bên cạnh thành công trong vai trò người mẫu không thể tách rời sức hấp dẫn cá nhân có 102 của Gavin. Anh ấy dịu dàng và tao nhã, nhưng trái tim anh ấy lại đầy sự kiên cường như sắt. Anh ta là người khiêm tốn và khiêm tốn nhưng cơ thể lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ như một quả bom hạt nhân. Anh ấy không nói thì thôi, anh ấy đã nói thì phải làm. Nếu anh ta không làm thì việc đó sẽ được thực hiện. Cuối cùng, anh đã biến thành công thành một loại quán tính. Kiên định trong lời nói và hành động, nhất quán trong nguyên tắc và nguyên tắc là nguyên tắc của ông. Anh ta không chỉ dùng nguyên tắc này để kiềm chế bản thân mà còn lồng ghép nó vào mục đích cao nhất của công ty. Tình yêu vĩ đại là vô hình và mang lại lợi ích cho thế giới, đó là động lực của anh ấy. Được thúc đẩy bởi nó, anh không chỉ siêng năng theo đuổi nó mà còn biến nó thành sứ mệnh cốt lõi của doanh nghiệp. Người ngay thẳng làm việc chính trực và dùng quan niệm chính trực để thu hút một nhóm người chính trực. Cuối cùng, anh đã dẫn dắt nhóm người này thực hiện được giấc mơ đẹp nhất của họ. Sau hơn 10 năm khởi nghiệp, dấu chân của Gavin đã lan rộng khắp thế giới. Ông ấy đã tới những nước nghèo nhất thế giới và cả những nước giàu nhất thế giới. Ông đã thành lập chi nhánh ở hàng chục quốc gia và khu vực trên thế giới, mang lại kho báu cho hàng trăm nghìn gia đình trên khắp thế giới, giúp hàng triệu người trên thế giới đạt được ước mơ của mình và dẫn dắt các công ty gia nhập Nasdaq thành công. Và tất cả điều này còn lâu mới kết thúc. Barry mới chỉ bằng một nửa tuổi 90. Nếu bạn có một chiến lược, thế giới là một sân khấu rộng lớn. Bây giờ chỉ là một bước nhỏ được thực hiện bởi Gavin. Trong tương lai, anh ấy sẽ dẫn dắt nhiều người đến một con đường tốt đẹp hơn.